Rất dễ để phân định ai sai, ai đúng trong trường hợp này. Đây là một trong số rất nhiều vụ tai nạn được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô cá nhân. Nhiều người cho rằng nhờ có chúng, cảnh sát giao thông và cơ quan điều tra sẽ bớt mất thời gian hơn nhiều. Bảo vệ mình và gia đình là một trong những lý do quan trọng khiến anh Vũ Đinh Nghiêm Hùng và nhiều người khác quyết định bỏ ra 5 triệu đồng để sắm riêng cho chiếc ô tô của mình một chiếc camera hành trình. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài cái sự cố, một vài cái tình huống, tất nhiên là nó cũng chưa thật sự là nguy hiểm lắm, nhưng mà nó cũng khiến mình có thể là giật mình. Thế thì mình cũng lưu lại rồi về nhà mình xem là tại sao cái tình huống như đó thì mình lại xử lý như vậy. Và nếu mà gặp cái tình huống như vậy lần sau ấy, thì mình sẽ xử lý như thế nào, tức là nó cho phép mình rút kinh nghiệm. Thì cái độ nét nó sẽ thay đổi ngay. Với thiết kế nhỏ gọn, camera có góc quay lên tới 140 độ và chế độ ghi hình song song. Do đó, các vật thể ở phạm vi rộng và xa đến hàng trăm mét trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tiếng, thậm chí là 24 tiếng đều được lưu trong thẻ nhớ. Và vì thế, những hình ảnh phản cảm như thế này mới có thể được ghi lại rõ ràng và trực quan như vậy. Theo nhiều chủ cửa hàng, camera hành trình cho ô tô được du nhập vào Việt Nam từ năm 2005. Tuy nhiên, phải một năm gần đây mới nở rộ. Nhiều người tìm mua để ghi lại bằng chứng trên những tình huống bị cảnh sát giao thông bắt phạt. Trường hợp mà cảnh sát giao thông người ta cũng làm việc nhiều nơi mà nó cảnh sát người ta xử lý những cái trường hợp mà có thể là cũng không chính xác, thì camera giao thông sẽ giúp cho mình là đến việc trước cơ quan pháp luật thì mình đã giải quyết được những cái công việc đấy, nó sẽ nhanh gọn và ổn thỏa hơn. Nếu đi qua các cái chốt ngã ba, ngã tư, thế ví dụ như là nó thời gian nó chỉ còn lại có khoảng 2 giây, 3 giây, thậm chí là 1 giây thôi. Thì về theo đúng luật thì mình hoàn toàn là mình có thể được đi. Thì lúc đó thì mình vẫn quyết định là đi qua chẳng hạn. Thế thì cái người cảnh sát ấy thì cái tình huống nó rất là nhạy cảm. Thế thì cũng có thể là do sơ suất, vì bất kỳ lý do nào đó thì người ta dừng xe mình lại, người ta nói là anh vượt đèn đỏ chẳng hạn. Thế thì mình hoàn toàn có thể lôi lấy cái hình ảnh đấy làm bằng chứng để chứng minh cho người ta biết là tại cái thời điểm mà khi mà ta vượt qua cái vạch thì chưa đến cái đèn đỏ. Thực tế trên có thể thấy có rất nhiều trường hợp người dân đã phải chịu phạt oan chỉ vì không chứng minh được mình không vi phạm. Do đó, camera hành trình chính là nhân chứng và vật chứng thuyết phục nhất. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc mà người dân tự bảo vệ mình. Mà bảo vệ đối với cảnh sát giao thông thì phải có nhân chứng, vật chứng, phải có chứng cứ. Chứ nếu không thì sẽ thành vu không. Cho nên nếu như mà lắp camera để theo dõi các cái điều kiện khi mà xe lưu hành trên đường, trong đó có cả hành vi của những người cảnh sát giao thông bắt lỗi không đúng, thì tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ. Bàn tay thì cũng có ngón dài, ngón ngắn. Không thể loại trừ trường hợp nhiều cảnh sát giao thông lợi dụng công vụ mà sự ép người dân. Do đó, có thể nói, bên cạnh việc bảo vệ sự an toàn của bản thân trước các sự cố trên đường, camera hành trình còn là một cách để giám sát những người thực thi công vụ, góp phần loại trừ tham nhũng. Tất nhiên, không ai muốn lúc nào cũng phải dùng những thứ này.